Là ngôi sao số 1 của bóng đá Thái Lan khi còn là một cầu thủ, là huấn luyện viên nội hiếm hoi thành công ở cương vị thuyền trưởng đội tuyển quốc gia, Kiatisak trở thành biểu tượng hoàn hảo nhất của bóng đá xứ Chùa Vàng. Nhà cầm quân sinh năm 1973 cũng là một trong số ít những huấn luyện viên rất được lòng người Thái, từ giới chuyên môn, cầu thủ cho đến người hâm mộ. Bởi vậy cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi tiền vệ Chanathip Sokrasin bày tỏ mong muốn người thầy cũ của mình quay trở lại dẫn dắt đội tuyển Thái Lan. Không thể phủ nhận tài năng của ông Akira Nishino khi giúp đội tuyển vào vòng đấu loại trực tiếp ở World Cup 2018. Song điều đó không có nghĩa rằng ông sẽ phù hợp và thành công ở một nền bóng đá khác. Thực tế là trong 2 năm qua, ông chưa có bất cứ danh hiệu nào cùng với bóng đá Thái Lan. Đồng thời, việc cứ dăm bữa nửa tháng huấn luyện viên người Nhật Bản lại chơi trò trốn tìm khiến Fast, người Thái, nghi ngờ về thái độ chuyên nghiệp của ông. Chính vì thế, dù đang tại vị như ông Nishino bị chính truyền thông cũng như người hâm mộ nước này quay lưng. Tương lai của ông Nishino giờ đây cũng đang là câu chuyện được rất nhiều người quan tâm. Mới đây, trên quan điểm cá nhân của mình, tiền vệ Chanathip Sokrasin cho rằng Fast hãy cân nhắc và ưu tiên mời những huấn luyện viên nội cứu vãn con thuyền đang trong tranh. Cầu thủ đang thi đấu tại J-League đưa ra 4 luận điểm của mình. Đầu tiên, Thái Lan đang có nhiều huấn luyện viên giỏi và nhiều tiềm năng. Có thể kể đến một số chiến lược gia như Kiatisak, Tatchatawan, Dusit hay Rangsan. Nhiều đội tuyển quốc gia trên thế giới hiện nay cũng sử dụng huấn luyện viên nội họ trước đây từng là cựu tuyển thủ đội tuyển quốc gia. Thứ hai, mức lương của các huấn luyện viên Thái Lan đòi hỏi không hề cao. Thứ ba, họ có được mối quan hệ tốt với các cầu thủ. Nó như mối quan hệ anh em trong nhà, chính vì vậy, việc giao tiếp sẽ không thành vấn đề. Cuối cùng, vòi chiến cần được xây dựng theo phong cách riêng của người Thái. Nhìn vào 4 ứng cử viên mà Messi Thái đưa ra, cái tên nổi bật hơn cả là Kiatisak. Chắc chắn, không chỉ có Chanathip mà đây còn là nguyện vọng của hàng triệu người hâm mộ xứ Chùa Vàng. Song thực tế, chuyện di cô Thái trở về quê nhà lúc này là câu chuyện của 0,1% mà thôi. Khi trúng cử chiếc ghế chủ tịch của Fast đầu năm 2016, ông Som Job đã tuyên bố, sớm muộn tuổi Thái Lan cũng cần một sự thay đổi, tất cả vì sự phát triển của bóng đá Thái Lan, hãy cùng nhau hợp sức. Không lâu sau, ông cũng chứng minh cho truyền thông thấy phát ngôn đi đôi với hành động. Những trận thua đậm của vòi chiến tại vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khiến huấn luyện viên Kiatisak mất ghế. Chiến lược gia sinh năm 1973 chia tay đội tuyển Thái Lan vào ngày 31 tháng 3 năm 2017. Cùng với đó, toàn bộ nhân sự trên băng ghế huấn luyện của vòi chiến đều được ông Som Yot làm mới. Và rồi khi những người kế nhiệm của mình từ huấn luyện viên ngoại đến huấn luyện viên nội liên tục lao đao và ngã ngựa, Zico Thái nhận được nhiều câu hỏi từ giới truyền thông về việc liệu có quay trở lại dẫn dắt đội tuyển Thái Lan hay không. Chiến lược gia 48 tuổi đã nhiều lần né câu hỏi này, cũng không ít lần ông khẳng định bản thân đang hạnh phúc với công việc đào tạo bóng đá trẻ và chưa có ý định quay lại đội tuyển quốc gia. Đồng thời, bản thân ông cũng không nhận được bất cứ lời mời nào từ Fast. 4 năm, 3 đời huấn luyện viên, 4 giải đấu lớn không thành tích. Có lẽ đây là thời kỳ đáng quên nhất của bóng đá Thái Lan và là thất bại trong nhiệm kỳ 6 năm đương nhiệm của chủ tịch Som Yot. Thành tích bết bát cùng với sự thiếu chuyên nghiệp của huấn luyện viên từng dựa World Cup khiến ông dần mất kiên nhẫn. Bằng chứng là, ngay sau khi huấn luyện viên người Nhật Bản trở lại Thái Lan hôm 21 tháng 7, ông đã ngay lập tức muốn đối thoại với ông Nishino để có ngay được câu trả lời là vì sao đội tuyển quốc gia không đạt được mục tiêu đề ra, cho dù đó là thời gian mà ông Nishino đang thực hiện cách ly y tế. Về phía ông Nishino, đại diện của vị huấn luyện viên này cho biết ông Nishino từng mong chờ một cuộc gặp trực tiếp với Fast vì gặp trực tiếp sẽ thuận tiện hơn cho vị huấn luyện viên người Nhật Bản trong việc đưa ra các tài liệu có liên quan mà ông Nishino cần phải giải trình. Mặc dù vậy, Fast hiện quyết định nói chuyện trực tuyến với huấn luyện viên Nishino từ khu cách ly y tế của ông này. Cũng cùng thời điểm này, người hâm mộ nước nhà quay lưng với huấn luyện viên Nishino, Fast nhận được những bản CV của những huấn luyện viên tiếng tăm đến từ Đông Á, thì ông Som Yot khẳng định sẽ không có chuyện sa thải huấn luyện viên người Nhật Bản hiện tại. Tất nhiên, việc Fast phá hợp đồng bây giờ là không thể. Thứ nhất, bản hợp đồng của Fast và ông Nishino được ký vào tháng 1 năm 2020 và có thời hạn đến tháng 1 năm 2022, có nghĩa là quan hệ hợp tác giữa đôi bên có đến nửa năm nữa mới kết thúc. Thứ hai, để có được cái gật đầu của ông Nishino giữa năm 2019, Fast đã phải chi số tiền không nhỏ. Được biết, mức lương mỗi tháng của ông tính theo tỷ giá USD lên tới 7 con số. Bởi vậy, nếu như phá hợp đồng, Fast sẽ phải bỏ ra con số không nhỏ để đền bù, thậm chí phải đối diện với nguy cơ bị nhà cầm quân đến từ xứ phủ tàng kiện lên FIFA. Mặt khác, Fast vừa thua kiện Siam Sport vì đơn phương chấm dứt hợp đồng liên quan tới bản quyền của các giải đấu. Tổ chức này phải đền bù gần 14 triệu USD cho đối phương. Chính vì thế, nguồn tài chính của Fast chắc chắn không đủ để bồi thường nếu như chấm dứt hợp đồng với ông Nishino. Về phía Kiatisak,
cách đây 4 năm khi nói về lý do chia tay vòi chiến, ông cho biết: "Thời gian qua, sau AF Cup 2016, tôi bận tham gia khóa học lấy bằng FIFA Pro nên không có thời gian bàn hợp đồng mới với lãnh đạo Pháp. Nhưng ở thời điểm đó xuất hiện nhiều lời đồn đại rằng mối quan hệ giữa Kiatisak và chủ tịch Pháp ông Somjot đang cơm không lành canh chẳng ngọt. Đây cũng là lý do mà truyền thông cho rằng Diego Thái sẽ không trở lại đội tuyển Thái Lan nếu ông Somjot vẫn nắm quyền chủ tịch. Thế rồi huấn luyện viên Kiatisak đồng ý dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai từ đầu năm 2021. Bản hợp đồng của Diego Thái với đội bóng Phú Núi có thời hạn 2 năm. Điều này đồng nghĩa với việc hợp đồng của đôi bên còn tới 1 năm rưỡi. Đồng thời, trở lại mái nhà xưa, Kiatisak mang theo tham vọng lần thứ 3 lên ngôi vô địch V-League. Trong tay ông đang có những cầu thủ chất lượng nhất, lực lượng ổn định nhất và được tạo điều kiện tối đa. Quan trọng hơn, Hoàng Anh Gia Lai đang dẫn đầu vào xếp hạng, tham vọng của Kiatisak đang gần thành công hơn bao giờ hết. Sẽ chẳng có lý do gì để ông phải rời đội bóng Phố Núi. Không chỉ không mặn mà với chiếc ghế nóng của đội tuyển Thái Lan, Kiatisak dường như cũng chẳng mấy quan tâm dành cho bóng đá chuyên nghiệp nước nhà. Mấy năm qua, ông dành phần lớn thời gian cho công tác đào tạo trẻ. Hơn nữa vốn là người có tiếng tăm, không ít các đội bóng trong và ngoài nước đều sẵn sàng trải thảm đỏ cho Kiatisak. Sau cùng, thứ mà họ nhận lại chỉ là cái lắc đầu khước từ. Tuy nhiên, có một điều đặc biệt đó là dù từ chối mọi lời mời, đãi ngộ hấp dẫn, nhưng Diego Thái lại sẵn sàng trở lại Việt Nam nếu như bầu Đức cần. Trong quá khứ, nhiều lần Kiatisak khẳng định rằng chính ông bầu của anh Gia Lai là người đã cho ông cơ hội được chơi thử bóng đá đẹp và được đứng trên đỉnh cao của danh vọng. Bởi vậy, chỉ cần bầu Đức mở lời, ông sẽ ngay lập tức đồng ý. Đây không phải là một lời nói suông. Sau những mùa giải chỉ đua trụ hạng cuối mùa giải 2020, bầu Đức phải nhờ cậy đến người cũ của mình. Chỉ bằng một cú điện thoại, kẻ lãng du của bóng đá Việt Nam một thời ngay lập tức đồng ý trở về chấn hưng đội bóng Phố Núi. Trở về mái nhà xưa, Kiatisak không chỉ vì ân tình của bầu Đức mà còn vì nặng lòng với mảnh đất hình chữ S, nặng lòng với nắng gió của đất Tây Nguyên. Trong những ngày cách ly y tế khi tới Việt Nam, bầu Đức tìm cho Kiatisak khách sạn có chất lượng tốt nhất, gửi cho ông những món ăn đậm chất Việt Nam. Ngay những ngày đầu cầm quân ở giải giao hữu trước thềm V-League tại Bình Dương, bầu Đức đã đích thân tới và gặp mặt, tiếp lửa cho người cộng sự đã lâu năm không gặp. Ở đội bóng Phố Núi, Kiatisak được toàn quyền quyết định về nhân sự, từ đội ngũ, ban huấn luyện cho tới đội hình. Bầu Đức cũng chẳng đưa ra chỉ tiêu về thành tích cho ông, tạo điều kiện tốt nhất để ông cầm quân. Không chỉ có vậy, sau nhiều năm Kiatisak vẫn là một ngôi sao của bóng đá Việt Nam. Sự trở lại của ông nhận được sự chú ý lớn đến từ truyền thông. Ông đi đến đâu cũng được người dân Việt Nam yêu mến và chào đón. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai của ông đi đến đâu cũng đều cháy vé. Người ta đến sân không chỉ để chứng kiến trận đấu của những cầu thủ quốc dân, mà hơn hết, họ muốn nhìn thấy Kiatisak bằng xương bằng thịt. Họ muốn chứng kiến xem tài cầm sa bàn của huấn luyện viên này có như lời đồn hay không. Thực tế mà nói, Kiatisak không hề làm người ta thất vọng. Dù trận ra quân ở mùa giải 2021 không được hoàn hảo, nhưng những trận đấu sau đó, Hoàng Gia Lai của Kiatisak khiến cho các đối thủ phải e sợ. Mạch bất bại kéo dài, đứng đầu bảng xếp hạng từ một đội bóng thường ở nhóm đèn đỏ, giờ Hoàng Gia Lai đã thay da đổi thịt trở thành đối trọng của mọi đội bóng và trở thành ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Hơn hết, kể từ khi Kiatisak trở lại, bầu Đức cũng thường xuyên xuất hiện trên khán đài để theo dõi những đứa trẻ của mình. Không chỉ có vậy, ông còn đích thân xuống Hàm Rồng theo dõi buổi tập của Hoàng Gia Lai, dành những lời động viên, khích lệ tinh thần cho Kiatisak và các cầu thủ. Quả thực mà nói, trở về Hoàng Gia Lai theo lời mời của bầu Đức, Kiatisak đang trải qua những ngày tháng vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất. Chẳng có áp lực, công việc thuận lợi, lại được nhiều người yêu mến, Kiatisak đang có tất cả mọi thứ trong tay. Nếu phải chọn giữa Hoàng Gia Lai và đội tuyển Thái Lan, một bên là sự tin tưởng tuyệt đối, một bên là những áp lực thành tích, chắc chắn Kiatisak sẽ chọn ở lại, bởi có tin tưởng lẫn nhau mới có thể thành công.